Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh giày HB của em nha. Thì cả nhà ơi, sẵn hôm nay có một cái mẫu dép mới về nè, nên là hôm nay em sẽ làm một cái video để chia sẻ cho cả nhà mình coi về cái chất liệu với lại cái mẫu dép này nha. Thì trước khi vào video, nếu mà anh chị mình yêu thương á thì nhớ cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký để cho em có thêm nhiều cái động lực có giới thiệu cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu dép mới hơn, với lại nhiều hàng mới về hơn nha. Bây giờ thì không phí thời gian của anh chị nữa, mời cả nhà vô xem video cùng với em. Thì như anh chị mình thấy ở đây á, hiện tại em đang có một cái mẫu dép. Thì mẫu dép này á, nó là dạng quai, nó không phải là quai ngang hay là quai chéo như bình thường nữa. Thì cái dạng quai này nó là dạng quai dây nha cả nhà. Thì có một cái dây ngang ở trên đây nè, lại một cái dây chéo ở đây. Thì có 3 màu, nó gồm có là hiện tại trên tay em đang cầm là một màu kem, màu thứ hai là màu xám và màu thứ ba là màu đen. Thì như anh chị mình để ý thì đa số là đen với lại kem thì không bao giờ mà có thể thiếu trong tất cả các mẫu dép mà ở shop em có. Tại vì hai màu đó là hai cái màu mà mình rất là dễ mang luôn. Giờ em sẽ nói sơ về màu đen trước ha. Thì như anh chị mình thấy ở đây á, màu đen, cái quai nó là quai da nha cả nhà. Còn cái phần lót á, này lót mới, nó giống như là mấy cái đường tôi tu chỉ của mình á. Em cũng không biết nó sao nó như cái chất liệu nó như là bằng vải vậy đó. Cái da này da mới. Cái phần mũi phía trước nó là mũi vuông nè cả nhà. Cái da gót á là gót dẹp. Đây như anh chị mình thấy nè, này là cái gót dẹp nè. Để em để ở đây anh chị mình xem nó sẽ dễ hơn ha. Cái màu này nó giống như đen nhưng mà nó có ánh đèn nuôi thì vô như là nhìn như là xanh đen nha cả nhà, nhưng mà nó là màu đen nha. Màu thứ hai nó là màu xám. Này là xám chì. Thì mấy cái màu này á rất là dễ phối đồ luôn, không hề kén đồ, nên là khi mà mấy chị mình mua về mình mang á, cả nhà cứ yên tâm nha, không sợ kén đồ đâu, đồ nào mình cũng có thể mặc vô hết trơn á. Ví dụ mà như màu vàng hay là màu cam này kia nổi quá thì anh chị mình có thể là sợ khó phối đồ. Còn riêng mấy cái màu mà xám mà nó sáng như vậy á thì cứ yên tâm, không hề kén đồ đâu. Và màu thứ ba nó là màu kem. Thì màu kem là một cái màu nó như là nó cũng tương tự như màu trắng nha cả nhà, lên da rất là sang luôn. Có thể mang đi tiệc nè, hoặc là mình mang đi chơi, mình mang đi dạo vòng vòng cũng được nữa. Đi cà phê hoặc là đi đâu đó. Không có chỗ nhất định, không có chỗ nhất định nha cả nhà. Rất là dễ mang luôn. Mà cái gót này cao á, nó cao khoảng cỡ 6 7 phân à. Phía trước nó cũng có đúp mũi nữa nè, nên là khi mình mang đi nhiều á không sợ mỏi chân. Tại vì nhiều khi á có mấy cái dạng gót á mà gót 7 phân mà cái mũi phía trước cả nhà nó không có đúp lên giống như vậy, thì nhiều khi mà mấy chị mình mang á nó bị dốc cái chân mình xuống quá thì nó sẽ rất là mỏi. Nên là phía trước này nó có đúp mũi nè, mang thì cứ yên tâm mà mang thôi. Để giờ em nhờ chị đẹp của em á lại mang thử lên chân cho cả nhà mình xem được là cái form dáng là cái màu lên da nó sẽ như thế nào nha cả nhà. Thì hiện tại chị đẹp em đã đang mang lên chân rồi nè cả nhà. Nó như anh chị mình thấy ở đây á, cái này nó là một cái gót vuông nhưng mà là vuông dẹp, nên là khi mà mấy anh chị mình mang á nó không có quá thô. Mình mang lên chân á nó vẫn rất là tôn dáng của mình luôn nha cả nhà, dễ đi cực kỳ luôn. Gót vuông mới, vuông dạng dẹp nè, quá là xinh luôn á. Màu xám á với lại màu kem á lên da rất là sáng chân luôn nha cả nhà, không hề kén da luôn. Mình có thể mặc chung với quần sọt nè, chung với chân váy hoặc là mặc đầm này kia cũng được nữa, rất là dễ mang. À, chị nào mà mình hay mặc quần ống lỏng á, ống rộng hay là quần ống loe này kia vẫn có thể mang được cái dạng dép này luôn nha cả nhà. Dạng cao gót á, mang lên thì cái quần ống suông á, nhìn xuống nhìn thấy cái gót vuông này là vuông dẹp á, rất là xinh. Thì có 3 màu nhất định là màu kem với lại màu xám. Thì ví dụ anh chị nào mà mình ưng màu nào hoặc là mình ưng mẫu nào á, nhớ chụp màn hình lại, sau đó inbox gửi qua Zalo hoặc là fanpage cho em. Zalo với lại fanpage em có ghi ngay trên góc bên tay trái nè cả nhà. Mình có thể dựa vô đó để mà kết bạn để xem tham khảo mẫu. Còn không thì có thể muốn xem rõ hơn về mẫu này có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Thì để em thấy em sẽ check tin nhắn nè, rồi chụp mẫu gửi hình cho mấy anh chị mình xem cận cảnh nó sẽ ok hơn nha cả nhà. Mẫu em đăng thường xuyên ở trên trển luôn á, nhiều khi mấy cái video em làm em quay giới thiệu cho cả nhà mình coi như này á thì mỗi ngày chỉ quay giới thiệu được một mẫu thôi, chứ không thể nào mà quay được hết tất cả các mẫu của shop đâu cả nhà ơi. Anh chị mình muốn xem rõ hoặc là muốn xem thêm nhiều mẫu hơn thì cứ kết bạn giúp em nha. Mày nhớ lưu ý giúp em là phải chụp màn hình lại, sau đó inbox gửi mẫu qua cho em. Tại vì mẫu bên shop rất nhiều, nhiều khi mấy chị mình xem á cứ diễn tả cái mẫu dây giống vậy rồi xong cái gót giống vậy á, ở shop có cả ngàn mẫu luôn. Anh chị mình nói gì em đâu có biết được là mẫu nào đâu, là nhiều khi không có thể nào mà kiểm tra hết được cho mấy anh chị hết trơn á. Có gì cứ chụp màn hình lại sau đó gửi qua Zalo cho em đi, em thấy em sẽ kiểm tra cho nó dễ hơn nha cả nhà.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Cả nhà nếu mà yêu thích thì nhớ cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký, để cho em có thêm những cái động lực giới thiệu cho anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu dép mới hơn, lại nhiều hàng mới về hơn nha. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà vào các video khác. Bye bye.